Chào cả nhà, thì hôm nay Cưng sẽ quay chậu mít 2 cho cả nhà xem mà cả nhà ơi. Cả nhà xem hãy cho Cưng like, đăng ký kênh để ủng hộ kênh chậu Quyển Quỳnh Tùng. Xem quảng cáo giúp Cưng 20 giây cả nhà, cho kênh chậu Cưng lấy lại tương tác cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.
Vậy thì tới đây con xin kết thúc clip ở đây. Cả nhà xem hãy cho con like, đăng ký kênh để ủng hộ kênh Chậu Khuyển Quỳnh Tùng á cả nhà. Chúc cả nhà mùa dịch là bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình và làm ăn phát tài. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.